Thế bây giờ nếu như vậy đề bài nó không cho no đơn trước hở thì sao? Thì khi đó nó sẽ căng hơn chút xíu. Nó chỉ bảo là cho một cái amin đơn thôi, đơn trước hở chứ nó không có nói từ no. Thì khi đó các bạn đâu có biết công thức này là dạng CnH2n+3 đâu. Thì cái đó phải vậy nè, đặt là CHIN nha. Rồi đốt cháy như thế này thì ra các sản phẩm là CO2, nước và nitơ. Thì khi đó đó, cái cách làm nó sẽ có nhiều cách làm khác nhau, nó bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng đồ kia vân vân đó nha. Nhưng mà ít khi gặp cái này lắm, ít khi lắm. Rồi tới từ từ chúng mà phân dạng thì mình cũng sẽ có thì nói. Rồi cái amin cuối cùng đó là amin cùng dãy đồng đẳng của anilin. Thì anilin công thức là cái gì các bạn nhỉ? C6H5NH2 đúng không? Hay là C6H7N? Anilin công thức là như vậy. Thì những cái amin mà cùng dãy đồng đẳng với anilin thì công thức nó cũng phải giống giống vậy. Nghĩa là sao? Người ta đặt nào CnH2N-5. Ủa tại sao lại là -5? Các bạn thấy không? N bằng 6 này, 2 nhân 6 là 12, muốn ra 7 thì có phải -5 không? Đó, N rồi. Cộng cho oxy và cách cân bằng mình tương tự nhá. Mình sẽ cân bằng ra NCO2 2N-5 chia 2 nước. Rồi, 1/2 nitơ và cân bằng tương tự thì các bạn sẽ có hệ số của oxy chỗ này nè là 6N-5 chia 4 á, như cách làm hồi nãy thầy hướng dẫn nha, 6N-5 chia 4. Tính phải đứng cho cháy nó không phải là tính chất đặc trưng của amin. Tính chất đặc trưng amin phải là tính 3 giờ nè. Từ 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 nha. Thì tại sao đây là có tính 3 giờ? Bây giờ nhìn nè. NaOH có phải là 3 giờ không? KOH có phải là 3 giờ không? Nó có đặc tính chung, nó có cái chữ gì chung? Giỏi, đúng rồi. Như vậy amin nó có tính 3 giờ là vì nó cũng có OH. Không thấy OH ở đâu hết. Đúng rồi. Như vậy nè. Thầy nói ví dụ đây là metinamin đúng không? Đây là metinamin là xét ví dụ thôi. Bây giờ một cái chất xét là axit hay bazơ, có nghĩa là hóa xanh, hóa đỏ, quỷ tím gì đó thì con phải bỏ vô nước trước. Còn không bỏ vô nước là không được tính. Nó phải bỏ vô nước ha, bỏ vô nước nè. Thì khi mà bỏ vô nước là con sẽ thấy cái thằng H này nó sẽ đi qua bên đây. Cái thằng H của nước đi qua đây nè. Nó sẽ nhập chung với cái thằng NH2 thành NH3. Còn cái OH của nước nè, nó sẽ bị tách ra. Đã xuất hiện OH rồi đó. Và cái này nó sẽ hơi khó khăn chút xíu cho con nè. H á, nước có được biết là HOH. Và ông này là dương này, ông này là âm. Nhưng mà cái thằng H này nó đi qua đây nè. Thì thằng này nó biến thành dương đó. Còn thằng này là OH trừ là âm. Như vậy là có môi trường 3 giờ chưa? Đó, nó sẽ hóa xanh quỳ tím vì nó là tan trong nước tạo ra OH trừ. Hiểu nha. Rồi, bây giờ này, hóa xanh quỳ tím. Thì đã tính 3 giờ thì phải dẫn tới phải hóa xanh quỳ tím không? Hóa xanh quỳ tím. Hóa xanh quỳ tím nha. Được chưa? Hoặc hóa hồng cái gì? Hóa hồng cái gì? Cái gì thử cho 3 giờ? Phenol phtalein. Đó, là hai tính chất này đều thì tính 3 giờ hết. Nhưng mà trong những cái hóa xanh và hóa hồng đó trừ cái ông anilin ra nha. Cái ông anilin là C6H5NH2 là tính 3 giờ rất yếu. 3 giờ rất yếu. Yếu quá. Nên không hóa xanh quỳ tím được, không hóa hồng phenolphthalein được. Rồi, ghi. Cái đó nó hỏi hoài nha, chất nào sau đây không hóa xanh quỳ tím? Rồi, bây giờ tới cái khúc so sánh tính 3 giờ nha. Rồi. Thì có tính 3 giờ, do đó phải so sánh tính 3 giờ nè. Thì cái này là gặp trong lý thuyết rất là nhiều. Và thầy sẽ cho con ở hai mức độ thôi nha. Thì đầu tiên con sẽ có mức độ như vậy nè. C6H5NH2 mình gọi là gì? Tên là gì con? Nói. Anilin hoặc là phenylamin. Thì nó luôn tính 3 giờ, nó không hóa xanh được quỳ tím mà rất là yếu. Nó sẽ bé hơn NH3 amonia. NH3 là vẫn hóa xanh được quỳ tím nha.
và NH3 này sẽ nhỏ hơn các amin no đơn trước hở. Con hiểu ý không? Amin dạng này nè, ví dụ như là CH5N, CH7N, C3H9N, mấy cái đầu tiên mình ghi đó. Đó là mức độ thứ nhất con phải biết. Mức độ thứ hai, nếu như trong nha, mức độ nếu nó cho có ba chất thì dễ. Còn nếu bây giờ trong cái thằng CNH2N này nè, cộng 3N lớn này nè, nó cho hai cái thì sao? Nó cho vừa cho CH3NH2, nó vừa cho C2H5NH2 luôn đi tháo. Thì con phải hiểu nè, cùng bậc, nếu mà cùng bậc với nhau thì cái N mà càng tăng thì dẫn tới tính 3 giờ sẽ tăng theo. Dễ lắm, thầy ví dụ cho con luôn nè. Ví dụ CH3NH2 là bậc mấy? Là bậc 1. C2H5NH2 cũng là bậc mấy? Cũng là bậc 1. Nhưng ông này nhiều C hơn nè, cái N nó nhiều hơn thì tính 3 giờ nó mạnh hơn. Vậy thôi, đơn giản vậy. Rồi, được không? Rồi, còn nếu mà nó cho khác bậc thì này hiếm lắm mới cho luôn á. Đó thì là con sẽ luôn là có là bậc 2 thì sẽ mạnh hơn bậc 1. Đây, ví dụ nè, CH3 là bậc 2 đúng không? Sẽ mạnh hơn bậc 1 là C2H5NH2 mặc dù cùng C. Bậc 2 sẽ mạnh hơn bậc 1. Rồi, chúng ta sẽ tận dụng cái điều này để chúng ta tính nhanh cái số mol của amin. Sau đó mình lấy cái m nhỏ của amin chia số mol của amin, nó sẽ ra m lớn. Và chắc chắn nó sẽ ra những con số quen thuộc 31, 45, 59, 73 hoặc là 93 thằng alin. Nó sẽ ra những đó thôi. Mà hiểu ý không? Thì trong cái bài này nè, nếu mình biết số mol HCl thì mình suy được số mol của amin này không? Biết. Do đó này nhá, nhìn này, bảo toàn về mặt khối lượng thì mình sẽ có khối lượng của amin nè cộng cho khối lượng của HCl thì bằng khối lượng của cái muối, cái này gọi là muối đó, cái muối khỏi ghi phương trình nó cũng được nữa. Như vậy lấy cái muối trừ đi khối lượng amin thì có ra được khối lượng HCl không? Rồi, như vậy sẽ tính được số mol HCl luôn. Số mol thì bằng m của muối nè, bạn trừ đi m của amin đúng không, sau đó chia cho m lớn của HCl là 36,5 thì ra được số mol của HCl. Bấm máy nhanh lắm. Lấy khối lượng muối trừ khối lượng amin này ra khối lượng HCl đúng không, chia cho 36,5 là m lớn của HCl được không, có số mol tính ngược lại thì suy được số mol của amin, có số mol amin thay vào công thức kia thì bấm được m lớn của amin, có được công thức phân tử nha, rất dễ. Cụ thể hơn là đây cho thầy sẽ nói luôn là tác dụng với muối FeCl3 luôn. Tại vì cái muối này nó hay cho nhất. Rồi. Thì nó tác dụng sao? Bây giờ bạn nhìn này, thầy cho một ví dụ nha, nhìn này. Nhìn. FeCl3. Bây giờ thầy thảy cái thằng amin vô là CH3NH2 nha. Và nhớ là bạn thêm nước vô giùm thầy cái. Đó, thêm nước vô. Đây. CH3NH2 đây, CH3NH2 vào nước là tạo ra cái này đúng không? Đấy, thì các bạn hình dung này, cái này thực ra nó là CH3NH3 và OH đó. Là như vậy. Và cái OH này nó sẽ ghép cái thằng sắt này để tạo ra kết tổ. FeOH 3 lần kết tổ, nổi không? Kết tổ này màu nâu đỏ đó. Nâu đỏ. Còn cái gốc CH3NH3 này này, nó sẽ gắn với thằng clo. CH3NH3 này á, nó sẽ gắn với clo, các bạn sẽ cân bằng 3 lần vì có 3 clo, cân bằng cái này 3 lần, hiểu không? Hiểu. Và chúng ta sẽ làm nhanh bằng như sau này. Các bạn sẽ thấy là cái số, cái này là hệ số 3 đúng không? Cái này là hệ số mấy? Số 1 thì các bạn sẽ rút ra rất là nhanh, đó là số mol của amin luôn gấp 3 lần số mol của kết tổ. Thì có số mol amin xong thì mình sẽ tính được m lớn của amin. M lớn lúc này 107 thì ghi cho nó nhanh luôn được đó. Sắt 56. Của anilin ha, tính chất riêng. Tính chất riêng của anilin nha. Anilin nè thì nó sẽ có những đặc tính gì nhỉ? Về tính chất vật lý thì mình nói rồi, đó là chất lỏng và không tan trong nước đúng không? Về tính chất hóa học thì là 3 giờ yếu không? Bây giờ quá yếu
quá yếu thì dẫn tới là gì? Không hóa xanh quỷ tím, không hóa hồng phenolphthalein. Đúng. Nhưng mà nó có một cái tính chất đặc biệt mà những cái amin khác không có. Đấy, đó là gì? Đó là sẽ làm mất màu nước brom nha. Đây, mình phải ghi công thức dạng này đây. NH2 nè. Các bạn sẽ cộng với 3 lần Br2 nha. Rồi, nó sẽ tạo ra cái chất như sau. Đây. Nhóm NH2 các bạn cứ giữ nguyên và các bạn sẽ thay thế vào đây trước thầy nè. Gắn vào vị trí này 1 Br. Gắn vào vị trí này 1 Br. Gắn vào vị trí này 1 Br và cộng với 3 HBr. Thế cái này là kết tổ nha, kết tổ trắng. Rồi, đó là tính chất đặc biệt của anilin. Nếu mà viết phương trình không nổi á thì các bạn phải nhớ tỷ lệ mol là 1:3, có nghĩa là 1 anilin cộng với 3 Br2. Còn về cái m lớn thì đề nó sẽ cho các bạn không sợ. Br80. À. Lớp 11 học phenol nếu con nhớ. Đúng, cũng giống OH đây, OH đây. Rồi như vậy là mình kết thúc phần tính chất hóa học nhé. Và hết luôn bài luôn đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ luyện cái tài liệu đó nha.